Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình học tiếng Anh từ đầu với thầy Dương. Hôm nay trong bài số 2, chúng ta sẽ cùng nhau học cách đặt câu hỏi với cụm từ do you nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Mục tiêu bài học của mình ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất, thầy sẽ chỉ cho các bạn cách đặt câu hỏi với cụm từ do you, sử dụng khi bạn muốn hỏi ai đó bạn có làm cái gì đó hay không. Tiếp theo, thầy sẽ chỉ cho các bạn cách trả lời có cũng như cách trả lời không và nếu bạn giỏi hơn bạn có thể xem thêm phần tự chọn ở sau bài học các cấp độ trả lời có không trong tiếng anh các bạn đã sẵn sàng chưa chúng ta bắt đầu nhé đầu tiên là câu hỏi do you rồi cái gì đó dịch ra có nghĩa là bạn có làm cái đó hay không chỉ cần tìm một động từ và điền vào chỗ trống là chúng ta đã có ngay một câu hỏi có hay không rồi đó các bạn. Ví dụ, thầy điền chữ like music vào trong chỗ trống. Like có nghĩa là thích. Music nghĩa là âm nhạc. Like music là thích âm nhạc. Thầy điền vào chỗ trống này, thầy có ngay câu hỏi bạn có thích âm nhạc hay không? Do you like music hoặc thầy có từ use Facebook. Use nghĩa là xài hoặc là sử dụng. Do you use Facebook? Nghĩa là bạn có xài Facebook hay không? Câu này sẽ được sử dụng khi chúng ta muốn xin Facebook của ai đó thì mình có thể rào đón bằng cách là Hey, bạn có sử dụng Facebook hay không? À, tôi cũng có nè. Thôi mình trao đổi Facebook với nhau nha. Hoặc là thầy có câu live in Sài Gòn. Live là sống, in là trong, Sài Gòn là Sài Gòn. Vậy thì live in Sài Gòn là sống ở Sài Gòn. Điền vào đây chúng ta có ngay do you live in Sài Gòn? Bạn có sống ở Sài Gòn không? Tiếp theo ta có từ play là chơi. Soccer là đá banh Play soccer là chơi đá banh khi chúng ta điền vào chỗ trống mình có ngay câu hỏi Do you play soccer nghĩa là bạn có chơi đá banh không trong tiếng việt câu hỏi có hay không có rất là nhiều trường hợp không phải lúc nào chúng ta cũng dùng do you đâu các mến trò nhớ giùm thầy chúng ta chỉ sử dụng câu hỏi do you nếu thỏa hai điều kiện sau đây. Thứ nhất, chỗ cần điền vào là một động từ. Nghĩa là một hành động hoặc là một trạng thái. Các bạn hãy nhìn vào đây, tất cả những từ như là thích, like, sử dụng, use, sống, live hay là chơi, play đều là động từ, dùng để chỉ hành động hoặc trạng thái của mình. Và điều kiện thứ hai chính là những hành động trạng thái đó xảy ra ở hiện tại, hoặc lặp đi lặp lại thường xuyên. Các bạn nhớ giùm thầy nha, khi có hai điều kiện này, các bạn sẽ đặt câu hỏi với do you. Chúng ta cùng nhau xem một số ví dụ nữa nhé. Chẳng hạn thầy có eat là ăn. vegetables là rau. Eat vegetables, ăn rau. Do đó, do you eat vegetables? Bạn có ăn rau không? Câu này dùng để hỏi một thói quen của một người là bạn có hay ăn rau hay không? Chẳng hạn thầy có câu tiếp theo. Need a hand. Need là cần. A là một. Hand là bàn tay. Need a hand. Nghĩa đen là cần một bàn tay. Còn nghĩa bóng chính là cần giúp một tay. Do đó khi đặt vào chỗ trống chúng ta có ngay câu hỏi Do you need a hand? Tức là bạn có cần giúp một tay hay không? Câu này dùng để hỏi khi chúng ta muốn đề xuất giúp đỡ ai đó. Tiếp theo, thầy giới thiệu chữ read là đọc. Đọc sách, đọc báo, đọc truyện, đọc tất cả mọi thứ. Read Vậy thì, do you read Doraemon? Bạn có đọc Doraemon hay không? Hoặc là đơn giản. Love là yêu. Me là tôi. Thế thì, do you love me? Bạn có yêu tôi không? Các bạn có để ý không? Khi đọc những câu hỏi này lên, thầy đều lên giọng ở cuối câu. Trong tiếng Anh không phải câu hỏi nào chúng ta cũng lên giọng cuối câu, nhưng đối với câu hỏi do you, các bạn nhớ lên giọng ở cuối câu nhé. Thầy làm mẫu lại nè. Do you eat vegetables? Vegetables. Đã. Chữ rau này bình thường chúng ta đọc là vegetables. Nhưng trong câu hỏi do you, mình sẽ đọc là do you eat vegetables? Tương tự, do you need a hand? Do you read Doraemon? Do you love me? Rồi, chúng ta xem thêm một số ví dụ nữa nhé. Chẳng hạn thầy có từ understand là hiểu. Do you understand? Bạn có hiểu không? Các bạn lưu ý, câu hỏi này do you understand không lịch sự cho lắm đâu các bạn. Câu hỏi này hàm ý nói rằng người nghe đang trong trạng thái không thông suốt, không bình thường, điều cơ bản như vậy cũng không hiểu. Chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi do you understand khi chúng ta đang bực dọc hoặc chúng ta đang muốn hạ bệ đối phương. Do đó trong cuộc sống có nhiều trường hợp chúng ta cần hỏi bạn có hiểu không? Chẳng hạn như nghề giáo viên của thầy, thầy hay hỏi học trò bạn có hiểu không? Thì thầy không dùng câu do you understand mà thầy sẽ dùng câu khác đó là, am I clear? tôi nói như vậy có rõ không để chúng ta quy trách nhiệm về bản thân của mình nếu người khác không hiểu là do mình nói chưa rõ chứ không phải do người ta không có khả năng hiểu được mình tiếp tục nhé thầy có từ think là nghĩ so là như thế vậy thì do you think so bạn có nghĩ như thế không mình sẽ dùng câu này để kêu gọi sự đồng tình khi đưa ra một ý kiến, một quan điểm gì đó. Chẳng hạn, mua hàng online rất là tiện lợi. Do you think so? Tiếp theo, thầy có từ watch là xem. Vậy thì watch YouTube là xem YouTube. Khi muốn hỏi một ai đó có thói quen xem YouTube hay không, có thường hay xem mỗi đêm hay không, có lâu lâu vô kinh của thầy Dương để coi hay không, thì chúng ta hỏi Do you watch YouTube? Là bạn có xem YouTube hay không? Cuối cùng, thầy chỉ cho các bạn từ trust là tin tưởng, tính thác. Do you trust thầy Dương? Bạn có tin thầy Dương hay không? Vậy thì vừa rồi thầy đã chỉ cho các bạn một số ví dụ về cách hỏi do you, tức là bạn có làm gì đó hay không? Các bạn đừng quên hai điều kiện của thầy đã ghi ở đây nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách trả lời. Để trả lời có, chúng ta sẽ nói là yes I do. Yes I do. Là có đó các bạn. Nếu các bạn hỏi thầy chữ I do dịch là gì thì thầy chỉ có thể đơn giản trả lời nguyên cái câu yes I do có nghĩa là có. trong thực tế có khi người ta chỉ trả lời yes cũng được các bạn hoặc đôi khi người ta trả lời i do cũng được luôn trong những tình huống thân mật hơn chúng ta còn có thể sử dụng từ yeah cũng là có là ừ thế còn để trả lời không chúng ta sẽ nói no i don't No, I don't. Là không đó các bạn. Đôi khi chúng ta chỉ cần nói no cũng được rồi. Hoặc là I don't. Hoặc là trong những tình huống thân mật hơn, chúng ta có thể đơn giản nói là na. Na. Mình sẽ nói na khi mình đang nói chuyện với bạn bè thân mật của mình. Như các bạn đã thấy, để trả lời có hay không đối với câu hỏi do you chúng ta sẽ sử dụng yes i do hoặc là no i don't chứ chúng ta không sử dụng bản thân động từ thầy ví dụ khi thầy hỏi bạn có thích âm nhạc hay không trong tiếng việt mình có thể trả lời là thích nhưng trong tiếng anh mình không thể dịch là like không thể nào nói là do you like music like mà bạn sẽ nói là i do i don't vân vân như vậy là vừa rồi thầy đã chỉ cho các bạn cách hỏi bạn có làm gì đó hay không cùng một số điều kiện cũng như một số ví dụ thầy đã hướng dẫn cách trả lời có cũng như cách trả lời không cho câu hỏi này bài học đến đây có thể tạm dừng được rồi nếu nãy giờ các bạn học cảm thấy đủ rồi thì chúng ta cứ tạm dừng ở đây khi nào rảnh rỗi chúng ta lại xem tiếp học mỗi ngày một chút thôi các bạn và bây giờ thầy sẽ dành một ít thời gian để hướng dẫn một bài tự chọn đó là các cấp độ nói có hoặc không. Để nói có hoặc không thực ra không phải chỉ có hai từ yes và no đâu các bạn ơi. Thầy có thể chia thành 5 cấp độ là rất có, hơi có, tùy theo tức là 50 50 lúc có lúc không. Hơi không có nghĩa là thiên về hướng không nhưng mà không phải lúc nào cũng không và rất không tức là hoàn toàn không trong trường hợp đầu tiên chúng ta có thể nói là yes absolutely đọc lại giúp thầy từ này absolutely absolutely yes absolutely rồi để nói hơi có thì chúng ta sẽ dùng yes a little bit a little bit có nghĩa là một chút a little bit a little bit yes a little bit muốn nói còn tùy chúng ta sẽ dùng câu it depends depends còn khi muốn nói hơi không các bạn sẽ nói là Not really, not really, not really, not really. Không hẳn hoặc là không thực sự. Do you like music? Not really. Bạn có thích âm nhạc không? Ừ, không thích lắm. Và cuối cùng là rất không thể hiện một sự phản đối cực độ chúng ta có not at all đọc từng từ là not at all nhưng các bạn sẽ nghe người ta nói nguyên một cụm này thành not at all not at all not at all not at all, not at all. rồi các bạn nhớ nhé như vậy là bài học đến đây đã chính thức kết thúc rồi các bạn. Thầy hy vọng qua ít phút vừa rồi các bạn đã biết cách đặt câu hỏi, bạn có làm gì đó hay không cũng như các cách trả lời có không sao cho thật tự nhiên. Hẹn gặp lại các bạn vào bài 3, cách đặt câu hỏi với từ what. Tiếng Anh dù khó đến đâu cũng có thể học được nếu các bạn chia nhỏ ra và học đều đặn mỗi ngày một chút như chúng ta bước từng bậc từng bậc cầu thang trước sau gì cũng sẽ lên đến tầng cao mà thôi. Chúc các mến trò học tốt. Xin chào tạm biệt.